cả mọi người đã quay trở lại với Tò Mò TV. Hôm nay anh em tôi có một trò chơi mới. À đâu, không phải mới mà là trò chơi rất là lâu. Khăng hay khẳng nhỉ? Khẳng cứ khẳng. Các bạn cứ bảo tôi chơi mấy cái trò chơi này, nhưng mà hôm nay phải đi chặt cái cây chơi thủ. Thử cảm giác trò chơi thủ mình. Trò chơi đánh gô. Mày chơi với anh không? Đây là trò chơi đánh gô này. Thôi, mày chơi không? Chơi. Nhưng mà chơi nghỉ kia cơ, chơi bây giờ chơi thua phải thế nào chứ? Nào? Thua mày đi mua bia cho anh. Thế anh thua. Làm theo ý của em nhé. Ý gì, nhưng mà mày làm gì cơ? Làm gì chẳng được. Không, chờ thế à? Thì tao cũng thế. Mày thua tao làm gì cũng được. Cấm được kia nhá. Cấm được hối hận nhá. Được rồi. Chơi gì? Rồi ôi này. Cái món này á. Đẳng cấp. Đi. Đấy, để tao download. Download là cái gì? Đâu. Cái lồ lồ ấy. Không như vậy. Nào, im. Đây. Lồ. Thì tao quê ăn tiếng dân tộc gọi là lồ. Đấy, cũng trông giống ấy. Ai da. Nào đây, tao thử à. Thử giả này. Tiếng. Mày thử gì đấy. Bạn này nó được. Không bằng phẳng. Được. Sau thêm tí nữa. Anh ấy điệu điệu cho người đi. Sau một tí nữa. Mày. Đây là lô. Đây gọi là lô. Đó. Rơi. Rơi. Ôi giời, thế mà đợi. Anh thẳng cũng không lên hồn. Điên hồn này là nên hồn rồi. Bây giờ nghe cái này đi á. Đấy nhá. Mày đánh trước hay tao đánh trước? À mà không. Đấy. Nào gõ xem tao nào được nhiều gái hơn thì chơi trước nhá. Ba gái. Ba gái thì thua rồi. Ngứa đít. Em phải xâm được 30 cái. Đấy. Đánh lại. Đánh lại. Thua rồi. Không. Hả? Ừ, cho mà đính lại. Ba. Hả? Ba cái. Hai. Ba. Thế đi em này. Sao? Hòa. Hòa. Bốn cái. Em cũng cực như anh ơi. Rồi, cho mình đánh trước tao. Hả? Mình gửi đến đây không? Mình gửi đến đây không? Chưa. Sao? Cái gì gửi đến đây? Thì phát xong tao lại ném lại, xong rồi đánh trượt thì mày thua. Úi giời. Tí. Đánh chưa? Tao. Đi. Rồi. Rồi. Ném vào đầu của em đi. Tao sẽ ném với chủ của em đi. Thế thua rồi. Thế thì lấy điểm. Nó điểm, mày được điểm rồi. Điên à? Đây thằng ơi. Đây. Một. Hai. Ba. Ba điểm. Ba điểm à? Ba. Là gì? Ba này em phải là nhìn cái. Nào. Ba đi. Tao mà bắt được là mày chết luôn. Mày đánh trượt mày chết luôn. Bao nhiêu cái là được rồi? Thì mày cứ
gà đánh lên được thì ta không bắt được thì lại gà tiếp. Không bắt được gà, chỉ gà thôi. Không bị gà. Thì bây giờ cứ gà thôi. Mày cứ gà mày đánh lên ta không bắt được mà mày. Tính mất bao nhiêu cái là mày gà. Mày cứ gà đi. Ta chỉ gà. Bây giờ là chỉ gà thôi. 50 cái là chỉ gà. Cứ chỉ gà thôi, gà. Ui giời ơi. Lên ra đi. Linh gửi đầu em nhé. 3 điểm bọn. Linh gửi đầu em. Rồi nhẹ nhẹ thôi, đau không? Em vào đầu em. Ăn chưa? Mày. Anh không biết gảy gà. Chơi lại. Không. Chơi. Anh sẽ chơi đây à? Chứ còn à? Không. Chơi thế thì chơi gì? Không chơi lại nữa. Chơi nhỏ. Không chơi lại nữa. Đi chơi à? Là sao? Đấy. Đấy. Bây giờ làm gì làm đi. Đấy. Làm gì? Đấy. Đi ăn đây. Ôi giời, đi đâu? Bịt mắt lại đi. Hả? Bịt mắt, nhắm mắt lại. Nhắm mắt à? Thì nhắm. Đó, đây, nhắm mắt lại. Đấy. Nhắm mắt lại. Đấy, sao gì? Rồi. Đứng ngồi xuống, ngồi xuống. Đấy. Ôi, cấm nhở mắt đi nhé. Lấy cho em cái khẩu trang. Cái gì? Là cái gì? Bịt mắt này. Bịt mắt à? Ăn rồi, thôi, thôi, thôi. Đây rồi. Có gì, có gì rồi. Đây rồi. Mày bịt làm gì? Lại việc của em. Đâm cướp chưa? Việc của em. Cái bịt mắt ra răng này. Nhanh lên. Lâm. Trong mắt chim ưng quái. Cái gì đấy? Bịt mắt của em chứ. Mắt chim ưng ơi. Ở em. Thấy chưa? Sắp thấy. Thế này nhé. Thế này rồi. Anh chơi nhanh lên. Rồi. Quay đầu lại. Đấy. Bây giờ anh phải bỏ nó mét. Bỏ. Chị bỏ. Mày làm cho em không? Bỏ này à? Bỏ sắp xuống. Hả? Sắp xuống rồi. Sắp xuống rồi. Sắp xuống rồi. Sắp xuống rồi. Hả? Có mày bỏ kia. Có mày cái gì? Nào lên đây nó cắn. Mày ăn bên này. Hả? Mày ăn bên này tí. Bên này à? Rồi. Nhìn này. Mày ngồi im nha. Không, để em bóp à? Mày ngồi im. Tao chống đẩy luôn cả mày. Đó. Ui giời, có ai mình ra 50 cân tao còn chống được. Rồi, thế bò đi. Chơi một cái đi chứ. Không. Đâu, chưa có gì. Thế mấy phút. Đây. Bò 5 mét. Đây, có bò thế này. Bò đi. Đấy. Bò thẳng. Thẳng đấy đi. Bò đến đâu? Bò vừa thẳng đi. Được chưa? Chưa. Thế chưa? Làm cái chỗ anh vẫn ăn. Xong chưa? Chưa, bỏ tiếp. Bỏ nhá. Bỏ tiếp. Bỏ gì mà bỏ lắm đấy. Chơi tí chơi lại nhá. Ừ. Tí chơi lại. Thôi, ngồi im, ngồi im. Đó đây. Đây. Nhanh lên để chơi lại. Đợi em 2 phút đã.
đợi tí, đợi tí. Đấy, tí chơi lại tao phải cho bốc cứ. Em cái trò này hay lắm. Anh chơi, anh chơi. Theo hội em rồi. Ôi cả chân gì nữa. Ôi gì. Nhanh lên. Mày làm gì? Nhanh lên để chơi lại. Đen ơi. Cái bẩn. Anh chị Trang ơi. Cái gì thôi, ta chả đi đâu. Không, anh chị Trang ơi. Nhanh lên, mày có chơi nữa không? Có. Chơi nữa thì nhanh lên. Em nói Trang cái chơi này lắm. Cái gì? Chị Trang đây. Đấy. Ngồi đó. Cái gì? Chứ ngồi ở võng sạch, ngồi ở bẩn đó. Cái gì? Nằm đó. Nằm ấn cứt là nằm dưới đất làm gì? Cái gì đấy? Võng mà nằm chứ sạch. Võng gì? Chứ anh bẩn. Ui. Xong chưa? Chưa. Đây. Chưa. Bỏ mắt nhá. Không. Được. Làm gì? Nhanh lên còn chơi lại. Võng thằng nào hôi thế? Võng. Mày lại cho tao ra trùng bò trong một hồi vãi trưởng luôn. Không phải. Mùi này đúng mùi bò. Đúng mùi bò. Bò đâu mà bò. Trò này hay lắm mày ạ. Làm sao? Nhanh. Từ. Nhanh lên chơi lại, tao cho mày lên máy nhà mày. Để em buộc chắc chắn nè. Lên máy nhà. Không có cái trò gì mới à? Nằm đây tao ngủ luôn đấy. Cứ nằm im nè. Đơn giản. Cô phải nằm im. Cả buổi sáng. Mà nhanh lên để chơi lại. Hả? Nhanh lên để chơi lại chơi này. Từ từ. Thấy đơn giản không? Thấy nằm nằm sướng không? Bình thường luôn. Mày chơi bẩn, đã mình chơi bẩn để cục đất rồi cái đầu kia tao gẩy dính cục đất nó may vào đấy. Đấy là to cho mình chung. Gà to chưa? Nhanh lên. Từ từ. Sắp cháu ngủ. Nhanh lên còn chơi lại. Lại nữa. Rồi. Sò cái này. Cái gì đấy tao bỏ bắn nha. Không, chứ được một lúc nữa. Bịt. Chặt thế. Được cái đấy. Gì đấy? Làm trong phi vụ này. Mỗi anh một con gà. À, cái gì đấy? Không. Ui, mày chói, tao làm gì đấy? Chói làm chói. Nhanh lên, cho mày chói 5 phút nữa. Được rồi, mở mắt ra. Gì đấy? Cái gì đấy? Chưa được, mở, chưa. Mở lúc nào một tí nữa. Đấy, chỉnh đã. Mở cái này, tháo ra. Tháo ra. Tao bỏ mắt đây. Tao bỏ mắt đây. Chưa. Chưa được. Cẩn thận này, mắt đặc biệt. Chưa được, sắp rồi. Được rồi. Bỏ mắt ra. Đèn, đeo lại lên. À, gì vậy? À. À, Khương tao đi chơi à? Được. Chơi. À, tôi. Dẹp quá. Chả một tí. Cho em ngồi lên thì. Mày ngồi vào rách chim. Đúng được. Rồi. Đây, bao này chỉ có vua mới ngồi thôi. Ủa, chúng ta xuất thẳng mà. Này. Cái đít cả.